Tôi đang ở khách sạn Mường Thanh ở Cửa Lò. Đấy, thì đây là hành lang của khách sạn Mường Thanh. Thì chất lượng không khí thật sự là không tốt. Đó, cái hạt vật chất dễ bay hơi nó rất là cao. Lúc nãy tôi đo thì cái formaldehyde nó cũng ở trong cái vàng. Bụi PM2.5 cao. Đó, và cái hạt vật chất dễ bay hơi cao vàng. Như vậy là có thể là thảm này. Thảm nhà người ta. Thảm này người ta sử dụng cái. Phải mốt ra xe cao hơn anh rồi. Đây, đừng lôi ra không thì xấu hổ chết. Sao anh nữa phải xưng chú nhá. Không chứ. Anh chỉ số đâu mà khách sạn là Mường Thanh thì cần phải cải tạo lại hệ thống thông gió nhá. Hôm nay rất là vui được gặp các người đẹp đang trong tham gia cuộc thi ở trong khách sạn này. Rồi. Xinh thế. Rồi chào. Hẹn gặp lại ở vòng chào. Chị là sao kêu vội. Cảm ơn mẹ vốt công việc.